Thưa tiến sĩ, xác suất của hiện tượng trùng tang xảy ra bao nhiêu phần trăm trong số những ca từ trần ạ? Xin cảm ơn tiến sĩ và chương trình. Đây là cái câu hỏi rất là bức xúc, bởi vì chúng ta biết là việc sinh tử bất kể gia đình nào cũng vướng phải, không trước thì sau. Chúng ta thấy hàng năm mỗi gia đình sẽ đón những đứa trẻ ra đời niềm vui hân hoan, nhưng đồng thời một lúc nào đó trong gia đình đó cũng có một người lại chuẩn bị ra đi. Và không chỉ một người, mà có khi trong 3 năm chịu tang đó thì có những người tiếp theo. Cái khăn tang chưa xả bỏ thì một cái khăn tang khác có thể sẽ lại được trùm lên, người ta gọi là trùng tang. Vậy thì xác suất trùng tang trong các cái ca mà người ta gọi là từ trần ấy, thì là bao nhiêu phần trăm sẽ xảy ra có cái khả năng trùng tạng? Các cụ ngày xưa đã nói là phúc bất trùng lai, họa vô đương chí, tức là cái phúc ấy hiếm khi nó trùng liên tiếp đâu, nhưng mà cái họa ấy đôi khi nó xảy ra thì nó cứ đến liên tục hết lớp này lớp khác, gọi là vô đơn chí, tức là không có một lần đâu mà có khi mấy lần liền. Thì xác suất của trùng tang như các bạn đang quan tâm của những ca từ trần là bao nhiêu? Bây giờ chúng ta tôi nói một cách vắn tắt để cho chúng ta dễ theo dõi, nói theo nghĩa toán học ấy thì là xác suất của nó là tổ hợp chập 4 của các xác suất của xác suất 1/3, tức là đem xác suất 1/3 chập lại 4 cái chập lại, nghĩa là cứ 4 cái xác suất 1/3 chập lại với nhau trong 12 cung, ta có tất cả các cái nghiệm số đó, ta lần lượt được các xác suất trùng tang rất là cao khi một người qua đời. Chập 4 cái xác suất này lại là những gì? Đó là 4 hàm số 5 tháng ngày giờ, đó là tứ trụ thời vào lúc từ trần. Trong chu kỳ cứ 12 năm thì có 4 lần có thể vướng trùng tang, tức là xác suất 1/3. Có nghĩa là cứ 3 năm thì có thể có 1 năm sẽ rơi vào trùng tang, gọi là trùng tang năm. Trong chu kỳ 12 tháng có 4 lần có thể sẽ rơi vào trùng tang, xác suất là 1/3. Nghĩa là cứ 3 tháng thì có 1 tháng có thể vướng vào trùng tang. Về ngày ấy, thì trong chu kỳ 12 ngày có 4 lần vướng vào trùng tang, tức là xác suất 1/3, nghĩa là cứ 3 ngày thì có thể sẽ 1 ngày vướng vào trùng tang. Giờ về giờ thì trong chu kỳ 24 tiếng đồng hồ mỗi ngày thì người ta quy về 12 giờ theo can chi. Mỗi giờ can chi tương ứng với 2 tiếng đồng hồ thì có 4 lần vướng vào trùng tang, xác suất 1/3, nghĩa là cứ 3 giờ theo can chi thì có thể có 1 giờ vướng vào trùng tang. Như vậy chập 4 thông số 5 tháng ngày giờ vào với nhau thì tỷ lệ vướng trùng tang rất là cao, hay ta nói một cách khác là rất ít các trường hợp nào các đám tang đám hiếu không vướng vào trùng tang từ một hoặc trong 4 cái tứ trụ thời đó. Đấy, để nói cho các bạn biết về xác suất. Lần trước thì chúng tôi cũng đã giao lưu nói về xác suất cách tính trùng tang rồi. Bây giờ
nói về phương pháp tính, bây giờ thì nói về xác suất. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi một đám tang thì đem vào mà tính thì khả năng trùng tang rất là cao. Do vậy chúng ta phải thật bình tĩnh. Ở quê nhà tôi thì hầu như đám nào họ cũng gần như là trên 90% là các vị tính trùng tang hết. Nên là các vị làm nhiều thứ trên đời, nào là đủ thứ, yểm đạo vân vân. Gọi là các cụ cho rằng viết nhầm còn hơn bỏ sót, cho nên đám nào cũng yểm đạo cả. Nhưng xác suất vướng vào trùng tang rất là cao. Để nói cho các vị rõ là như thế.